đóng cửa rồi, bữa nay không có bán. Gì khách khứa đâu mà đóng cửa, con nè mẹ. Yến hả con? Dạ. Trời ơi, cô Nhi. Sao rồi? Hai đứa đi rồi có bị cái gì không? Hả? Không. Tay chân còn nguyên vậy hả? Con không bị gì hết á mà cô. Ủa mẹ con đâu rồi mà sao con thấy ở ngoài cửa? Trời đất ơi, người ta làm cái gì mà tạt sơn rồi xịt sơn tùm lum hết vậy? Bộ tụi đòi nợ tụi nó. Không phải. Không sao đâu. Tại cô đóng cửa cho nên mẹ con không có qua thôi. Hình như là con thấy mẹ cũng chưa trả lời đúng vô câu trọng tâm đó nha mẹ. Ờ thì rồi nha. Đừng có nói với con là mẹ nhập mấy cái hàng nhái hàng tầm bậy gì bán cho khách hàng tới tao quậy nha mẹ. Cái thằng này nói cái gì vậy? Chứ làm sao? Thì chắc là đối thủ nó cạnh tranh với mình, nó bán không lại mình cho nên nó chơi thôi chứ có cái gì đâu. Đối thủ hả? Đối thủ của cô Nhi là sếp Lucy rồi. Không phải đâu. Con có thể nghĩ là Lucy có thể làm cái gì thì làm, có thể chửi, có thể ngoan ngoan ngoan, nhưng mà bảo đảm Lucy không bao giờ làm mấy trò này. Con có thể cam đoan điều đó. Đúng rồi đó. Làm mấy cái trò này chỉ có những người có học thức thôi. Chứ người có học đã ai mà làm mấy cái trò này. Mẹ, có phải là mẹ đã dây vào những con người không nên dây vào đúng không? Cô Nhi. Cái gì? Con hỏi thiệt cô, có phải tại mẹ con mà mẹ con của con mà tụi đòi nợ nó đến nó... Không phải mà, cái con bé này nhây hổ hoài. Thôi được rồi, tôi nói ra là được chứ gì. Trời đất ơi, thì ra là cô Vũ mẹ con á hả, đi xài kem trộn rồi bây giờ hư hết cái mặt mà còn giấu con nữa chứ, thiệt tình á. Con đã nói rồi, thế nào tụi nó cũng trả thù nhưng mà coi. Ủa, vậy là anh cũng biết cái vụ này hả? Anh biết mà anh giấu em á. Trời ơi. Thì anh sợ em lo, vậy là anh không có nghĩ là cái chuyện nó lớn đến mức độ vậy luôn. Hèn chi nha. Cha hèn chi, mấy bữa rồi là thấy mẹ con suốt ngày cứ bịt khăn bịt mặt chùm kín mít luôn. Thì ra là giấu cái vụ cái mặt bị nát bét, tức thiệt chứ. Thôi mà, cũng tại cô. Thôi tại bị gì nữa, bây giờ dù gì cô với mẹ con cũng là nạn nhân thôi, biết làm sao. Mà thiệt phải cẩn thận mấy cái chuyện này chứ. Mà con đứa cái tuổi này á, ác ôn dễ sợ. Nghĩ làm sao, người ta có cái mặt tiền à. Mà hả, hại người ta ra nông nổi đó. Xong rồi bây giờ còn đến phá cửa hàng người ta, không cho người ta buôn bán kinh doanh nữa chứ. Con người rồi mà sao mà lương tâm kỳ cục vậy ta? Quá đáng thiệt. Chưa có hết đâu, tụi nó còn tạo tài khoản giả rồi nick giả hả, tụi nó vô tụi nó chửi bới mẹ với lại cô Hậu quá trời luôn á, chửi tùm lum hết luôn á, mắc cỡ luôn á. Thì thôi giờ như vậy, để cho mẹ với lại cô Hậu bớt áp lực với lại tránh tình trạng bị người ta chửi á, con tạm thời con khóa cái bay cũ, tạo một cái bay mới cho mẹ với cô Hậu còn buôn bán trên đó. Được đó con. Còn cái này nữa nè, con chỉ mẹ đi. Hè, con làm luôn đi, con làm giùm mẹ đi ha. Bây giờ con làm xong mà con lọc ra hết mấy cái bình luận mà chửi bới rồi công kích rồi đó, chừa lại những cái bình luận mà khen rồi thôi ha. Với mấy cái này nữa nè đó, con thấy mấy cái mặt phẫn nộ không, con làm sao mà nó con lọc được hết cái mặt đó đi. Con chỉ chừa lại mà ai mà thả trái tim đó, rồi thả ngón tay với hả ha là được rồi. Cái gì vậy? Mẹ trói con lại luôn đi. Chứ con mà làm được vậy con qua bên nước ngoài con làm rồi con ở đây làm chi nữa trời. Là sao? Con học công nghệ thông tin mà. Dạ cô Nhi ơi, xong có khúc một cái lúc sức người thì nhiều khi nó cũng có giới hạn tí đó cô. Lo cái gì không mà ha. Chứ cái này nó làm được, tự nó không thèm làm thôi. Đó, làm được con làm giúp mẹ rồi. Cái này là không được đâu cô, làm được là bắt tay với lại Mát ở Facebook luôn á. Thôi được rồi, vậy để mẹ gọi cho điện cho cô Hậu liền nha. Dạ. Dạ. Mẹ ra ngoài gọi đi. Thấy chưa, em nói nhắn rồi, đâu phải là khi không. Ngay từ đầu á, em đã có lý do để mẹ em tránh xa mấy cái gian cư mận ra mà cứ nói với em là trẻ con. Gian cư mận? Gian cư mận là gì vậy em? Gian cư mận
thuận là dân cư mạng. Anh thấy nguyên không? Dân cư mạng. Ồ, thật là sắc sảo. Thôi phụ anh dọn tiệm đi nè. Hả? Cửa hàng Nhi Nhi bán thân. Cái gì? Streamer của cửa hàng Nhi Nhi là một tú bà chính hiệu. Trời ơi! Tại sao mà người ta có thể độc mồm, độc miệng, ngậm máu phun người rồi giá hỏa cho người ta như vậy? Cái này gọi là một hành động thấp đức, hạ thấp danh dự của người khác. Thôi em bình tĩnh đi, anh cũng đang cố gắng đánh sập cái tài báo lại. Nhưng mà biết sao không? Anh chỉ sợ mấy cái hình ảnh á, nó ghép xong rồi có người tải về rồi mình không có. Ủa cái này là cái gì vậy? Sao cái bố này đến? Một 100.000 like. Trời ơi, 100.000 like, 22.000 lượt chia sẻ. À coi nè, em nói mẹ em vậy nè. The streamer cửa hàng như giật chồng người khác. Ve chai giật chồng người khác. Bà bán ve chai Tuesday truyền thuyết về. Trà xanh bán ve chai. Mèo tam thể bán ve chai. Trời ơi. Bớt nóng, anh xin lỗi nha, anh đã cố gắng đánh sập từng trang, cố gắng xóa những cái bài đó rồi. Nhưng anh càng xóa thì người nó lại càng có, anh cũng biết làm sao nữa, bây giờ có coi nữa. Ê, cái làm gì vậy? Thu này phải trả. Em đi đâu Miên? Miên, đợi em đi. Đợi đi với em Miên. Anh gái, em làm gì mà em ném đồ vô chỗ người ta vậy? Em muốn lên phường hả? Chị, em nói chị nghe, tốt nhất là chị nên tránh xa cái chỗ này đi. Cái chỗ này á hả, làm ăn buôn bán gian dối, bán kem trộn lừa gạt người khác. Rồi á, ăn gian nó có giờ người ta xài vô da dẻ người ta hư hết trơn à. Mà em mua hồi nào? Chứ chị thấy coi nè, da dẻ em trắng trẻo đẹp vậy mà. Em mua hồi nào á, nó không có quan trọng, mà da dẻ em nó không có liên quan đến hũ kem hết á. Nói chung là ngày hôm nay em sẽ vô tận cái xà quyệt này, em phá tan nát nó luôn. Em bóc phốt nó, em tố cáo cho mọi người biết rồi, để tránh xa nó ra, để nó ngưng ngay cái kiểu làm ăn gian dối đem tức hết. Mày ngưng đi. Gì vậy? Không là mày lãnh hậu quả sau này nha. Nè tao cho mày biết, nhiều người bị lắm rồi, không phải riêng một mình mày. Trời, đức quỷ thần ơi. À tôi biết rồi, hèn chứ tôi thấy không có ai rảnh mà đi lo chuyện bao đồng như vậy hết trơn á. Bà chính là cái con mẹ bán kem trộn, bà là vua kem trộn đúng không? Rồi sao? Ý kiến ý cò gì? Thì ra là bà, nè bà Trần, tôi nói bà nghe nha. Bà phải thôi ngay cái vụ mà hả bôi nhọ danh dự của mẹ tôi trên mạng xã hội đi. À, thì ra mày là con của bà bán dây chai đó hả? Nè tao nói cho mày biết nha, ai biểu bả livestream lên bóc phốt tao trên mạng, còn fan của bả cũng vậy ha. Nè, đánh sập cái trang của tụi tao, làm tụi tao không làm ăn gì được. Nè chị nói gì? Thứ nhất mẹ tôi không phải là cái bà bán dây chai, mẹ tôi là bà chủ một dựa dây chai lớn có tiếng ở đây. Thứ hai mẹ tôi là người nổi tiếng. Nếu mà chị làm ăn buôn bán đàng hoàng á thì mẹ tôi nói giờ chị là chị sẽ nổi tiếng hơn. Ai ngờ chị làm ăn buôn bán gian dối thì cái đó là hậu quả chị phải chịu trách nhiệm. Nè, tao nói cho mày biết, đã nói bán dây chai thì không cần biết là lớn hay nhỏ rồi cái thứ bán dây chai. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, làm ăn mà buôn bán mà đàng hoàng á thì chỉ có mà cạp đất mà ăn nha con. Còn nè, cũng may á, tao nói cho mày nghe, cũng may là mẹ mày còn sống á ha, còn thở á. Không á, cũng may là bán mua kem trộn của tụi tao. Còn á nè, lên mạng đi, mua bán cái mình thuốc gì cổ truyền á, kể như giờ là mày không thấy tao còn thở nữa, biết không? Vậy á hả? À, cũng may là mẹ tôi mua kem trộn chỗ bà nữa, mẹ tôi đúng rồi không? Ok, để mày làm gì con nhỏ này? Thôi mà, nín đi, nín, đừng có khóc nữa, tôi thương. Nghe. Chưa bao giờ tôi phải khóc như thế này đâu. Nhưng mà cái gì mà cứ đụng vào con tôi là tôi sẽ khóc như thế này. Thôi nín đi, nghe tôi nè. Nó đi lên phường, nó ngồi nó ăn bánh uống trà với mấy chú. Mấy chú hỏi 5-3 câu rồi thả nó về thôi, chứ có bắt nó đi luôn đâu mà khóc. Không như bà tưởng tượng đâu, tôi tưởng tượng khác. Con Miên nó đánh người ta mà công an bắt đưa lên phường thì làm gì có cái chuyện mà nó không bị phạt, nó không bị bắt giam. Ủa? Mà cái bà bán kem trộn đó bị đánh cũng đáng lắm. Bà có tội đó, bà sẽ đi tù. Yên tâm đi.
tôi với bà. Từ đây được bình yên rồi ha. Tôi sẽ mở cửa hàng bán quần áo lại, rồi bà sẽ được lái chiếm ha. Đừng khóc nữa, cười lên đi, cười coi. Tôi cười. Không lái chiếm nữa đâu. Sao vậy? Cái chuyện nó qua rồi mà, sao không lái chiếm nữa? Không, tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái cảm giác mà bị một cái người mà đáng tuổi mẹ, đáng tuổi em, đáng tuổi con, đáng tuổi cháu lôi tôi ra mà nói như thế, tôi không có chịu được đâu. Cái đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Rồi từ từ mọi người sẽ hiểu, mọi người sẽ thông cảm. Với lại mình làm đúng chứ mình có làm sai cái gì đâu. Nghe, nghe lời tôi đi, tiếp tục live stream nha. Không, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Sao? Tôi nhất định tôi không live stream. Tôi nói thật đấy, tôi không thể nào chịu được cái cảm giác mà có những người mà lấy cái nick ảo này, rồi những người xa lạ mà có thể mà muốn nói tôi như thế nào thì nói. Tôi thì không có sao đâu, nhưng mà ảnh hưởng đến con tôi, đến cuộc sống chung của mẹ con tôi không chịu được. Thôi. Hảo, sao vậy? Nhi ơi. Ơi, Nhi đây. Hậu đành nói lời chia tay với Nhi thôi. Không, không thể. Nhi ơi. Ơi, Nhi đây. Hậu đi đây. Hậu, bỏ Nhi thật sao? Không, Hậu không bỏ Nhi đâu. Ơi, vậy thì đừng có đi nha. Ở lại với Nhi nha. Hậu thật sự không bao giờ bỏ Nhi. Nhưng nếu để rời xa Nhi thì Hậu vẫn đi. Tạm biệt. Hậu, Hậu.